Bản tin bóng đá ngày 21 tháng 9. MU mua hớ nhất thế giới trong 10 năm qua. MU xem xét chiêu mộ Griezmann. Chân dung nóng bỏng của cựu tiền thủ nữ U19 Việt Nam. Mbappe gây rối trên tuyển Pháp. Đội bóng Scotland tung màu áo khiến dân nghiền bia khao khát. MU mù hớ nhất thế giới trong 10 năm qua. 238 triệu euro, tương đương 208 triệu bảng, là số tiền chênh lệch mà United phải chi ra cho chuyển nhượng trong một thập niên qua. Theo một thống kê mới đây, đội chủ sân Old Trafford mua 33 cầu thủ đắt hơn giá trị thật của họ, với số tiền lên đến 1,59 tỷ euro, tức là 1,398 tỷ bảng. Giá trị thật của các cầu thủ này ở thời điểm được Quỷ Đỏ mua về chỉ ở mức 1,36 tỷ euro, tức là 1,19 tỷ bảng. Con số 238 triệu euro cũng là khoản tiền chênh lệch lớn nhất giữa giá trị thật và giá trị chuyển nhượng mà một câu lạc bộ phải chi ra trong 10 năm qua. Những thương vụ mua hớ tiêu biểu của MU 10 năm qua có thể kể đến như Harry Maguire, Anthony Martial hay Fred. Huấn luyện viên Louis van Gaal từng khẳng định rằng trong vụ Martial, đội chủ sân Old Trafford phải mua đắt hơn giá trị thật của cầu thủ tầm vài chục triệu bảng. Đội mua hớ nhiều thứ hai của bóng đá thế giới một thập niên qua chính là Juventus, với số tiền chênh lệch 234 triệu euro giữa giá trị thật và giá trị chuyển nhượng của cầu thủ. Đội bóng thành Turin chi 1.031 tỷ euro mua cầu thủ, trong khi giá trị thật của các ngôi sao này chỉ ở mức 797 triệu euro. Tuy nhiên, khác với MU, ba đầm già thành Turin cũng đạt nhiều thành công trên thị trường chuyển nhượng nhờ việc chiêu mộ các cầu thủ theo dạng miễn phí hoặc với giá rẻ. Các bản hợp đồng khôn ngoan tiêu biểu của Juventus có thể kể đến như Paul Pogba hay Sami Khedira. Paris Saint-Germain xếp thứ 3 trong danh sách các câu lạc bộ mua hớ nhất bóng đá trong một thập niên qua. Nhà đương kim vô địch Ligue 1 chi 162 triệu euro, số tiền chênh lệch giữa giá trị thật và giá trị chuyển nhượng của cầu thủ. Đội bóng nước Pháp chi 1,01 tỷ euro mua cầu thủ, trong khi giá trị thật của các ngôi sao này chỉ ở mức là 848 triệu euro. Những thương vụ mua hớ tiêu biểu của Paris Saint-Germain trong 10 năm qua có thể kể đến như Neymar 222 triệu euro hay Mauro Icardi 50 triệu euro. Ở thương vụ Neymar, các ông chủ người Qatar của Paris Saint-Germain sẵn sàng trả số tiền lớn cao hơn giá trị thật của cầu thủ để gây tiếng vang. Aston Villa không có các thương vụ đình đám như MU hay Paris Saint-Germain, song câu lạc bộ này được cho là mua hớ nhiều cầu thủ trong thời gian dài. Các thương vụ mua đắt hơn so với giá trị thật của cầu thủ Aston Villa có thể kể đến như Leon Bailey 30 triệu euro, Danny Ings 20 triệu euro hay Emiliano Buendia 35 triệu euro. Real Madrid xếp sau Aston Villa với số tiền chênh lệch 148 triệu euro giữa giá trị thật và giá trị chuyển nhượng của cầu thủ. Nhà đương kim vô địch Champions League chi 833 triệu euro mua cầu thủ, trong khi giá trị thật của các ngôi sao này chỉ ở mức 685 triệu euro. Các thương vụ mua đắt hơn so với giá trị thật của cầu thủ Real Madrid có thể kể đến như Eden Hazard 146 triệu euro, Luka Jovic 60 triệu euro hay James Rodriguez 90 triệu euro. Man United xem xét chiêu mộ Griezmann. Theo AS, đội chủ sân Old Trafford có thể giải cứu Antoine Griezmann trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tờ báo Tây Ban Nha khẳng định Man United sẵn sàng chiêu mộ tiền đạo người Pháp vào tháng 1 năm 2023. Griezmann đứng trước khả năng thay đổi đội bóng nếu tranh chấp giữa Barcelona và Atlético không được giải quyết. Nguồn tin này tiết lộ Quỷ Đỏ là một trong số đội bóng Premier League dành sự quan tâm tới Griezmann. Mùa hè năm ngoái, MU muốn có Griezmann nhưng thương vụ không thành vì nhiều lý do. ESPN xác nhận đội chủ sân Old Trafford vẫn kiên nhẫn chờ đợi động thái từ ngôi sao 31 tuổi ở thời điểm này. Griezmann có thể đá trung phong, chơi tốt ở vai trò tiền đạo thứ hai hoặc nhảy cánh. Huấn luyện viên Erik ten Hag có lý do để cần kinh nghiệm và đẳng cấp mũi nhọn này. Hiện tại, hàng công của MU tương đối mỏng, chưa kể Cristiano Ronaldo chưa từ bỏ ý định ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tiền đạo người Pháp có trận thứ 7 liên tiếp vào sân từ ghế dự bị trong trận thua 2-0 của Atletico trước Bayer Leverkusen ở Champions League hôm 14 tháng 9. Trong tất cả trận này, Griezmann đều thi đấu ít hơn 30 phút. Tới trận gặp Real Madrid hôm 19 tháng 9, Griezmann mới có cơ hội đá chính từ đầu. Tuy nhiên, Atletico lại nhận thất bại với tỷ số 1-2.
hợp đồng giữa Barca và Atletico có điều khoản buộc câu lạc bộ chủ sân Wanda Metropolitano của Đức Getman với giá 40 triệu euro nếu chơi 45 phút trong 50% số trận. Mà cầu thủ này có mặt trong hai mùa giải 2021-2022 và 2022-2023. Theo tờ Sport tiết lộ, Barca đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ kiện Atletico trong việc cố tình hạn chế số phút thi đấu của Getman trong mùa giải 2022-2023. Chân dung nóng bỏng của cựu tuyển thủ nữ U19 Việt Nam. Như Tuyền đang gây sốt mạng xã hội với những hình ảnh thả dáng trong bộ bikini nóng bỏng. Từng là trụ cột của đội tuyển U16 Việt Nam, cái tên Nguyễn Thị Như Tuyền không còn xa lạ với những người yêu mến bóng đá nữ. Đáng tiếc là do chấn thương, Tuyền đã quyết định dừng sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Như Tuyền sinh năm 2003 tại Huế. Trước khi giải nghệ, người đẹp thi đấu vị trí hậu vệ thuộc biên chế đội tuyển nữ, tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở VFF. Mỹ Nhân 19 tuổi, sở hữu gương mặt sáng cùng vóc dáng chuẩn của vận động viên. Tuy nhiên, các trang cá nhân của Tuyền lại rất ít khi cập nhật hình ảnh. Trong những bức ảnh hiếm hoi được Tuyền chia sẻ lên Instagram, người đẹp thể hiện đúng chất dịu dàng của người con gái Huế. Cô nàng thường chọn những mẫu váy với phần mềm mại, nữ tính nhưng vẫn khoe được đôi chân dài đáng ngưỡng mộ. Đôi khi, người đẹp xứ Huế cũng theo đuổi phong cách trẻ trung với áo phông thoải mái và năng động. Tủ đồ của Tuyền cũng không thiếu những mẫu áo crop top khỏe khoắn, khoe trọn phần eo còn kiếm. Mới đây, Như Tuyền gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh diện bikini khoe trọn ba vòng hoàn hảo cùng làn da trắng không tì vết. Với những hình ảnh mà Như Tuyền đã chia sẻ, nhiều người bình luận rằng sau khi hết duyên với bóng đá, có lẽ người đẹp nên rẽ hướng thành người mẫu. Mbappe gây rối trên tuyển Pháp. Tiền đạo người Pháp từ chối tham gia buổi chụp hình quảng cáo cùng đồng đội hôm ngày 19 tháng 9. Theo Goal, Kylian Mbappe muốn tiếp tục chiến dịch đòi quyền lợi cho các tuyển thủ quốc gia. Trước đó hồi tháng 3, Mbappe cũng từ chối tham gia sự kiện do nhà tài trợ tổ chức. Tiền đạo 23 tuổi cho rằng các cầu thủ phải có quyền quyết định các thương hiệu họ sẽ hợp tác cùng. Nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc Liên đoàn bóng đá Pháp ký hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng cá cược và thức ăn nhanh. Mbappe cảm thấy không thoải mái khi hình ảnh của anh được sử dụng để quảng cáo những sản phẩm này, đồng thời cho rằng Liên đoàn bóng đá Pháp đang khai thác quá mức hình ảnh của một số cầu thủ có tiếng tăm. Theo quy định, cầu thủ được triệu tập lên tuyển Pháp bắt buộc phải tuân theo những điều khoản trong hợp đồng tài trợ Liên đoàn bóng đá nước này ký kết. Tháng 6, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, ông Noël Le Garret, có cuộc gặp với phía luật sư và mẹ của Mbappe để thảo luận về những điều khoản liên quan đến bản quyền hình ảnh của cầu thủ này. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, phía luật sư của tiền đạo Paris Saint-Germain công khai chỉ trích Liên đoàn bóng đá Pháp. Những điều khoản về bản quyền cầu thủ được soạn thảo từ năm 2010 không còn phù hợp ở hiện tại. Những thỏa thuận này cần được thay đổi để thích ứng với sự phát triển của bóng đá. Liên đoàn bóng đá Pháp nên tổ chức những cuộc họp để đưa ra quy định mới trước kỳ World Cup năm 2022, phía luật sư của Mbappe cho biết. Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp cho biết sẽ tổ chức cuộc họp với cầu thủ đội tuyển quốc gia Pháp để đưa ra thông báo cuối cùng về vấn đề bản quyền hình ảnh. Liên đoàn bóng đá nước này nhấn mạnh sẽ không thay đổi bất kỳ điều khoản nào trước khi kỳ World Cup diễn ra. Tuyển Pháp sẽ có hai trận đấu ở UEFA Nations League với Áo và Đan Mạch lần lượt vào ngày 23 và 26 tháng 9. Đội bóng Scotland tung mẫu áo khiến dân nghiền bì khao khát. Câu lạc bộ nghiệp dư của Scotland là New Whitehall Leo Victoria mới đây đã gây chú ý khi cho giới thiệu màu áo khiến dân nghiền bì phát cuồng. Cụ thể, khi mặc bộ trang phục này ra sân, cầu thủ sẽ hóa thân thành một ly bia mát lạnh. Ý tưởng sáng tạo của câu lạc bộ này ngay lập tức đã gây bão trên các trang mạng xã hội. Đa phần các ý kiến đều cho rằng họ rất thích bộ cánh của câu lạc bộ này nên sẵn sàng chi tiền để mua một chiếc. Một tài khoản trên Twitter chia sẻ: "Ý tưởng này thật điên rồ, tôi phải làm sao để sở hữu chiếc áo này nhỉ?" Cũng có nhiều chung quan điểm với chủ nhân của thông điệp trên. "Tôi không biết phải nói gì về chiếc áo của câu lạc bộ này, chỉ có một điều chắc chắn là tôi vô cùng thích nó." Một tài khoản khác đã bình luận: "Câu lạc bộ này đã tạo ra điều gì đó rất đặc biệt." Trong khi đó, một tài khoản đưa ra bình luận: "Ngay sau khi phát hiện ra mẫu áo độc của câu lạc bộ này, đã đưa ra một lúc ba câu hỏi ngắn gọn. Làm thế nào để có được chiếc áo của câu lạc bộ này nhỉ? Ngay bây giờ, tôi phải đến đâu và chi ra bao nhiêu tiền để có được thứ mà mình cần?"